này thiện hiện vì chân như của pháp không quên mất chẳng phải là pháp không quên mất chẳng phải lìa pháp không quên mất cho nên sâu xa vì chân như của tánh luôn luôn xả chẳng phải là tánh luôn luôn xả chẳng phải lìa tánh luôn luôn xả cho nên sâu xa này thiện hiện vì chân như của quả dự lưu chẳng phải là quả dự lưu chẳng phải lìa quả dự lưu cho nên sâu xa vì chân như của quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng phải là quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng phải lìa quả nhất lai bất hoàn a la hán cho nên sâu xa này thiện hiện vì chân như của quả vị độc giác chẳng phải là quả vị độc giác chẳng phải lìa quả vị độc giác cho nên sâu xa này thiện hiện vì chân như của trí nhất thiết chẳng phải là trí nhất thiết chẳng phải lìa trí nhất thiết cho nên sâu xa vì chân như của trí đạo tướng trí chí nhất thiết tướng chẳng phải là trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng phải lìa trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cho nên sâu xa này thiện hiện vì chân như của tất cả hạnh đại bồ tát chẳng phải là tất cả hạnh đại bồ tát chẳng phải lìa tất cả hạnh đại bồ tát cho nên sâu xa này thiện hiện vì chân như của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng phải là quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng phải lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư phật cho nên sâu xa